Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 9, bài số 5, ôn tập và kể chuyện. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 98. phần đầu tiên của bài học, quan sát tranh cô thấy có một chiếc tàu hỏa, có rất nhiều toa tàu. Trên mỗi toa tàu có gắn các phần mà cô đã dạy các em ở các bài học trước đó. Bây giờ, các em hãy cùng cô đánh phần rồi đọc trên lại các phần có trên mỗi toa tàu nhé. A cờ ác, ác ác cờ ác, ác. Ở cờ ốc ốc o cờ ốc ốc ô cờ ốc ốc Ô cờ ốc ốc ư cờ ức Ức. Các em hãy cho cô biết, các vần trên toa tàu có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau? À, các vần này giống nhau ở chỗ đều có cấu tạo bởi hai âm và đều có âm cờ đứng ở cuối. Khác nhau là vần ác thì có âm a đứng đầu. Vần ác thì có âm á đứng đầu. Vần ức thì có âm ớ đứng đầu. Vần ốc thì có âm o đứng đầu. Vần ốc thì có âm ô đứng đầu. Vần úc thì có âm u đứng đầu. Còn vần ức thì có âm ư đứng đầu. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau tìm một số tiếng có chứa các vần được gánh trên toa tàu nhé. Văn ác cô tìm được tiếng lạc, tiếng phạt, tiếng hạt. Còn rất nhiều tiếng khác có chứa văn ác. Cô dùng dấu ba chấm để thể hiện là còn rất nhiều ví dụ khác chúng ta chưa liệt kê hết. Văn ác cô tìm được tiếng sắc, tiếng lắc, tiếng khắc. văn ốc cô tìm được tiếng tốt tiếng nhất tiếng gước văn ốc cô tìm được tiếng nóc tiếng thóc tiếng tóc văn ốc cô tìm được tiếng ốc tiếng lốc tiếng mốc văn ốc cô tìm được tiếng lục tiếng khúc tiếng hút văn ức cô tìm được tiếng sức tiếng lực tiếng mực như vậy cô vừa ôn lại cách vần mà cô đã dạy các em ở các bài học trước đó rồi bây giờ cô sẽ chuyển sang phần luyện đọc nhé bài đọc hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài thơ có tựa đề là bé vẽ của tác giả tên là lê hải đây là hình ảnh trong bài thơ bây giờ cô sẽ đọc mẫu bài cho các em nghe để biết cô bé trong bài thơ vẽ những gì nhé bé vẽ bé ngồi vẽ cái nhà to. Kê bật cửa. Bác ốc bò. Chú chó mực. Nhắc gâu gâu. Chắc chú dục. Đi học mau. Cô vừa đọc mẫu bài thơ bé vẽ cho các em nghe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau ngồi vẽ bật cửa ốc bò chó mật nhắc lâu gâu, gâu dục mau tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nối hai dòng thơ các em hãy cho cô biết bài thơ bé vẽ có bao nhiêu dòng thơ à cô đếm được bài thơ có tám dòng thơ cô sẽ đánh số thứ tự vào từng dòng thơ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nối hai dòng thơ nhé. Bé vẽ Bé ngồi vẽ Cái nhà to Kề bật cửa Bác ốc bò chú chó mực nhắc gâu gâu chắc chú dục đi học mau tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc đoạn nhé cô chia bài thơ bé vẽ thành hai đoạn đoạn một là bốn dòng thơ đầu đoạn hai là bốn dòng thơ cuối bây giờ Chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 1 nhé. Bé vẽ Bé ngồi vẽ Cái nhà to Kề bật cửa Bác ốc bò Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2. Chú chó mực nhắc gâu gâu chắc chú dục đi học mau cô vừa hướng dẫn các em cách luyện đọc bài thơ bé vẽ bây giờ cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài thơ một lần nữa cho cô nào khi nào đọc xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tập viết các từ ngữ ứng dụng sau. Háo, hức, đi, học. Háo hức đi học. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 1 ra, lật ra trang số 27, bài 5 lưu ý khi viết chúng ta sẽ viết bằng kiểu chữ viết thường đúng kiểu đều nét giảm đúng khoảng cách giữa các con chữ đặt dấu thanh đúng vị trí bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu viết bài cho câu nào khi nào viết xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Trong phần này, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện có tựa đề là Bỏ rùa đi học. Đây là các hình ảnh tóm tắt nội dung trong câu chuyện. Ở tranh số 1 nói, bỏ rùa tìm được cách để đến trường tranh số 2. Bỏ rùa học viết và đếm. Tranh số 3. Về nhà, bỏ rùa tự đếm số chấm tròn trên lưng. Tranh số 4. Bỏ rùa mong nhanh đến ngày mai để đi học. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô kể chi tiết câu chuyện để biết xem bỏ rùa đã đến trường bằng cách nào nhé. Bỏ rùa đi học Bỏ rùa rất thích đi học, nhưng trường thì quá xa, cánh nó thì nhỏ xíu, bay mãi không tới. Nó quyết định đi học bằng cách bám vào sợi dây dài của một cậu bé lớp 1. Sợi dây đung đưa, cứ như cưỡi ngựa vậy, bỏ rùa lẩm bẩm. Đến lớp, bỏ rùa chui vào một góc bàn và lấy vở ra học. Cô giáo viết chữ A, B, C lên bảng. Bỏ rùa hí hoái viết theo. Rồi cô dạy đếm. Một, hai, ba. Bỏ rùa đếm theo. Ngày học trôi qua nhanh, bỏ rùa lại bám dây dày của cậu học trò, trở về nhà. Về nhà, bỏ rùa soi gương và đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. À, mình có 7 chấm tròn Bỏ rùa rất tự hào vì đếm đúng số chấm tròn trên lưng Rồi bỏ rùa viết tên mình lên thùng thư Nó sung sướng nghĩ Từ giờ, bác đưa thư sẽ không nhầm khi đưa thư cho mình nữa. Nhưng làm sao để biết mọi người viết gì trong thư nhỉ? Nó mong ngày mai đến thật nhanh để đến lớp học bao điều mới lạ khác. Kèm mà qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy bỏ rùa rất chăm chỉ học tập, tìm đủ mọi cách để đến trường. Vì khi được đi học, bỏ rùa biết được thêm nhiều điều bổ ích các em cần học tập ở bỏ rùa, tính siêng năng, chăm chỉ và ham học hỏi nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Cô chúc các em luôn học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.